Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ làm ngao hoa hấp. Nếu như các bạn đang quan tâm cách làm món ăn này, nhất là hấp làm sao cho ngao vừa chín tới này, thịt ngao nó không bị reo quắt khô và cả cách pha nước chấm nữa, thì các bạn thử tham khảo video này nhé. Nguyên liệu để làm món ngao hấp thì ở đây mình có ngao hoa, 1kg ngao hoa ở đây đấy ạ. Khi mua về thì các bạn rửa cho sạch đi, rồi đem ngâm nước. Để ngao nhanh nhả đất cát thì các bạn cho vào đây một ít muối hạt nhé, sao cho nước mặn mặn là được. Vì ngao hoa nó sống trong môi trường nước lợ hoặc là nước biển nên là mình cho muối vào đây là ngao nó sẽ há miệng và sẽ nhả đất cát. Kèm với đó thì các bạn có thể cắt thêm vài lát ớt cay mình ngâm vào đây. Cái vị cay nó cũng sẽ khiến ngao há miệng và nhanh nhả đất hơn. Ngao hoa thì nó sẽ có giá thành nó đắt hơn so với ngao trắng. Ngao trắng thì ở chỗ mình là 20.000 đồng 1kg, còn ngao hoa thì nó sẽ có giá cao hơn 120.000 đồng 1kg ạ. Ngao này thì mình sẽ ngâm trong khoảng 2 đến 3 tiếng rồi mình sẽ vớt ra, xả lại thật sạch sẽ và để ráo nước ạ. Hôm nay thì mình sẽ hấp ngao với xả, gừng, ớt cay, lá chanh và dứa. Xả thì mình bóc bỏ cái lớp bẹ già bên ngoài, rửa sạch, lấy một nhánh và mình sẽ sắt cắt chéo nhỏ cho vào một cái bát riêng. Cái bát này thì mình lát nữa lại sẽ làm nước chấm ngao hấp nha. Cái phần xả còn lại mình sẽ lập dập cắt khúc, mình dùng để hấp ngao. Gừng thì mình sẽ đập dập, phần lớn dùng để hấp ngao, còn một phần ít thì còn lại sau khi mình đã đập dập thì mình sẽ băm nhỏ và cho vào cái bát để lát nữa pha nước chấm. Lá chanh dùng để hấp ngao thì mình sắc khúc, còn để làm nước chấm thì các bạn sắc sợi nhỏ nhé. Còn lá chanh thì ngao hấp rất thơm đấy ạ. Ớt cay để hấp ngao thì các bạn đập dập, còn ớt mà để làm nước chấm thì mình cắt nhỏ và băm nhỏ ra. Ngoài xả, gừng, ớt, lá chanh thì hôm nay mình sẽ dùng thêm dứa để hấp cùng với ngao. Dứa thì mình dùng một nửa quả để hấp cùng với 1kg ngao. Mình sắt lát chéo nhỏ nhé. Có thêm vị dứa chua, ngọt, dịu và thơm thanh thì nó sẽ giúp cho món ngao hấp nó dịu vị hơn này, hấp dẫn hơn nữa. Nên là khi mà các bạn hấp ngao hay là hấp nghêu, các bạn thử cho dứa vào hấp cùng nhé. Rau răm thì sau khi nhặt rửa sạch sẽ thì mình sẽ sắt nhỏ. Đối với ngao và nghêu hấp thì rất hợp vị ăn cùng với rau răm đấy ạ. Trong lúc đợi ngâm ngao thì mình sẽ pha nước chấm ngao hấp. Thì mình sẽ nêm vào đây 1 thìa canh đường, 1 thìa canh tương ớt, 2 thìa canh nước mắm, 1 thìa canh nước cốt chanh. Mình khuấy đều cho đường và tương ớt nó quyện tan. Rồi mình cho thêm vào đây là 3,5 thìa canh nước lọc. Nước chấm này thì nó có cái vị chua ngọt dịu và cay nồng ấm nữa. Các bạn chấm với ngao hấp thì rất ngon. Hoặc là chấm cùng với ốc luộc thì các bạn cũng có thể pha nước chấm theo công thức này nhé. Còn đơn giản nhất nếu mà không pha nước chấm như thế này thì các bạn pha gia vị tiêu chanh ớt để chấm cùng với ngao hấp thì cũng hợp vị và ngon đấy ạ. Ngao sau khi ngâm rửa sạch sẽ thì mình sẽ mang đi để hấp. Thì với 1kg ngao mình sẽ cho vào đây là 350ml nước. Khi hấp ngao hay nghêu thì mình sẽ không cần dùng quá nhiều nước để cho nó đỡ nhạt thịt, và ngao hay nghêu hấp thì cũng ra thêm nước trong quá trình mà mình hấp nữa. Mình sẽ cho xả, gừng, lá chanh, dứa và ớt vào đây và nấu sôi cái hỗn hợp này lên. Mình sẽ không nêm gia vị gì vào đây bởi vì ngao vốn dĩ nó cũng đã đậm vị rồi. Và có thêm dứa vào nữa thì rất ngon. Nếu mà các bạn cảm thấy nhạt thì khi ăn mình có thể hòa thêm với một chút nước chấm mà mình vừa pha đấy ạ. Thì mình sẽ thấy cái nước luộc, cái nước hấp này nó rất ấm nóng và vừa vị. Khi mà nước sôi thì mình sẽ cho ngao vào, mình sẽ đảo đều và đậy nắp nồi hoặc là nắp chảo. Mình hấp ngao ở lửa lớn nhất. Như ở đây mình dùng bếp ga mini thì mình để ở cái mức lửa cao nhất nhé. Mình đậy nắp chảo và hấp trong khoảng gần 3 phút thôi nha các bạn. Như là mình hấp đây chính xác là khoảng 2 phút 45 giây. Mà lúc hấp thỉnh thoảng mình sẽ mở nắp chảo và đảo nhẹ để cho các con ngao này nó được chín đều. Nếu các bạn hấp ngao to hơn như là ngao thưng, ngao hai cối ạ, hoặc là hấp với số lượng nhiều thì thời gian hấp nó sẽ lâu hơn nhé. Đây ạ, sau khoảng gần 3 phút hấp ở lửa lớn nhất của bếp ga mini thì ngao nó đã há miệng rồi. Chỉ còn một số con chưa há thì mình sẽ đảo để nó dưới gần đáy nồi. Lúc này thì mình sẽ cho rau răm vào, đảo đều, tắt bếp, đậy nắp chảo và ủ thêm khoảng 30 giây nữa là ngao hấp nó sẽ chín tới, chín đều. Và quan trọng là thịt ngao hấp nó mọng nước và không hề bị khô quắt ạ. Và trong lúc đó thì mình sẽ sửa soạn đĩa đựng và nước chấm. Sau 30 giây ủ thì mình sẽ cho ngao hấp ra đĩa và mình phải ăn vào lúc nóng luôn nhé. Ngao hoa hấp thì cá nhân mình thấy là thịt nó ngọt và đậm vị hơn ngao trắng rất nhiều. Hấp vừa tới nên là thịt ngao mọng nước và ngọt. Phần nước luộc thì rất trong và rất thơm. Khi ăn thì mình chấm với nước mắm mà mình pha, ăn kèm cùng với dứa, rau răm thì rất ngon miệng.
Hy vọng là với những chia sẻ của mình thì các bạn sẽ biết thêm một cách hấp ngao hoa ngon cùng với nước chấm vừa vị. Nếu như thích video này thì các bạn hãy nhấn like và nhấn nút đăng ký nữa để ủng hộ cho Cúc Bèo nha. Và nếu như muốn tham khảo nhiều món ăn hấp dẫn cho bữa cơm gia đình thì các bạn có thể ghé qua trang blog của mình là cucbeo.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha.